Thưa quý vị, ngày hôm nay 30 tháng 7 là ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Đây được coi như một cột mốc để thế giới quan sát, nhìn nhận về tình hình và có những biện pháp ngăn ngừa, phòng chống, nâng cao nhận thức và sự cảnh giác của cả cộng đồng. Tại Cao Bằng, nơi có đường biên giới trên đất liền dài nhất nước ta, công tác đấu tranh với tội phạm mua bán người xuyên biên giới càng trở nên phức tạp và khó khăn hơn, đặc biệt khi nạn nhân đều có một điểm chung là sự nhẹ dạ, cả tin và thiếu hiểu biết. Sau 7 năm trời bị lừa bán sang Trung Quốc, ký ức về những ngày tháng trở thành món hàng nơi xứ người, có lẽ người phụ nữ này không bao giờ có thể quên. Trong một phiên chợ vùng cao, qua lời giới thiệu của người hàng xóm về công việc rửa bát chăn lợn cho thu nhập 10 triệu đồng một tháng, người phụ nữ nhẹ dạ cả tin, chưa kịp nói một lời với người chồng và cô con gái lớn ở nhà, mà vội bồng bé bé nhỏ mới 14 tháng tuổi, cùng lên chuyến xe với những kẻ lạ mặt. Gia đình em thì từ lúc nhạy vừa mới đi là mới biết là bà trai bảo đi làm, nhưng mà ban đầu thì cũng không biết, khoảng tầm 1-2 hôm sau thì mới biết. Và biết thì đi hỏi bà trai kia, bà trai kia bắt đầu viện lý do các kiểu, nói là về trước rồi. Như thế là mới theo suy nghĩ của gia đình nhà em là bắt đầu nghĩ là bị bán. Từ lúc đấy đi là bắt đầu hai thông gia đi lên xã đi báo với cơ quan chức năng, nhưng mà có tìm kiếm nhưng mà không tìm được, không có thông tin và cũng không biết được thông tin gì. Những tưởng cuộc sống sẽ bớt nghèo khổ, thế nhưng chuyến xe đó lại dẫn hai mẹ con cô bước sang một trang mới của cuộc đời đầy khổ đau và nước mắt. Em mình thò đi nhà hai lúa con này mài lúa đứa ta mài hắn chạy lúa đồ bu nhà lúa mài sau hắn chạy có một cùng tài này con này như chạy nhiều năm này á lóng bớt treo rồi chạy đến này nhiều giàu tài chào con chạy nhiều giàu tài lấy tài á còn nào đấy tài á mãi cho đến năm 2023 này bắt đầu có thông tin là nhạy mấy liên hệ là ở bên Trung ấy, là họ bất cảnh giác, xong là mấy cho nhạy sử dụng điện thoại các kiểu liên lạc đi lại thì không cầm túc nhiều. Mình kết mạng trên mạng web chat. Từ lúc đó sẽ đi liên hệ về một số gia đình nhưng mà cũng không tìm được cách nào. Về sau máy có nhắn tin một số ở bên đấy, xong bắt đầu ở bên nhà mình cũng thúc giục bảo nếu mà ở bên đấy vất vả như vậy thì nhạy cố gắng tìm điều kiện để trốn về. Con đường trở về quê hương đoàn tụ với gia đình đã tìm thấy lối đi. Nhưng lần này không chỉ có Nhuận và đứa trẻ 14 tháng tuổi năm ấy, mà còn có thêm hai đứa trẻ mang một nửa dòng máu nơi xứ người. Lào dồn bưa thôi, bưa thôi, bưa mượn. Mình cho khâu với tình tàng thì sẽ mình. Hầu ấy mài hầu ấy tột đủ tầy với nhé à. Nhận xin ấy cho mày pia pe ha, pia pe và lũ âm phung này. Thế nổng cho thảo vấm phung mày à. Cho dễ bưởi là đàm trong hầu ấy, còn hóa mình tốt cho bưởi là đàm trong. Ngày Nhuận trở về cũng là ngày người hàng xóm, đối tượng Lý Mùi Chài và đồng bọn bị bắt giữ về tội mua bán người. Kẻ thủ ác sẽ phải nhận bản án nghiêm minh của pháp luật. Thế nhưng chắc chắn không thể bù đắp được hậu quả và những ám ảnh về tâm lý cho Nhuận cùng bốn đứa con thơ. Không chỉ sử dụng những người thân quen, trực tiếp lừa bán nạn nhân, kẻ cầm đầu đường dây mua bán người còn lợi dụng sự tiện lợi, phủ sóng rộng khắp của công nghệ Internet để tiếp cận những cô gái trẻ nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết, sập bẫy việc nhẹ lương cao.
Chúng lợi dụng chính yếu điểm là cuộc sống khó khăn, cần việc, cần tiền của các nạn nhân để câu kết với đối tượng cư trú ở nước ngoài lừa bán nạn nhân. Bắt đầu từ tháng 2, 2023 thì em xuống chỗ của bạn, đồng ý xuống chỗ của bạn học cùng cấp 2 đấy. Xuống đến cái nhà của chị Hòa đấy, thì chị Hòa là người kiểu dụ dỗ em sang bên đấy. Và có thể là một tháng là kiếm hơn mấy chục triệu hoặc là hơn 100 triệu. Lúc đấy kiểu em một mình ấy thì em không có ý định đi. Và sau là chị lại đón thêm hai bạn ở trên Hà Giang xuống. Sau khi bọn em hỏi thế xong bọn em đồng ý thì chị bảo là chị để chị sắp xếp xe xong mấy hôm nữa để chị đưa sang. Cũng chuyển xe rất là nhiều. Và có thể là có đi cả xe máy qua đồi và đi thuyền qua sông. Rồi sau đó cứ chuyển xe liên tục thì em đi một tuần thì em mới đi sang đến bên đấy. Em hỏi mấy chị làm ở đấy thì mấy chị bảo là đây là đang ở Myanmar, làm người ta đến mua dâm mình phải bán dâm với người ta ấy. Sang bên đấy làm được một tháng rưỡi xong là bị bán đi chỗ khác thì cũng kiểu công việc tương tự. Khi bị đẩy vào con đường vượt biên trái phép, bán vào các cơ sở đánh bạc, hoạt động mại dâm, nơi đất khách, nạn nhân bị khủng bố tinh thần, dùng nhục hình cưỡng bức, làm việc cả ngày đêm và bị canh gác nghiêm ngặt. Có những trường hợp còn bị tra tấn đến cùng cực. Em ở bên đấy được 3 tháng rưỡi. Ban đầu thì em không có liên lạc với gia đình tại vì là bên đấy thì kiểu là đến lúc mà đi làm thì mới được dùng điện thoại, mà lúc mà đến giờ không phải giờ làm việc thì sẽ bị thu điện thoại. Và đến em bị chuyển quán thứ hai thì xuống đấy thì chủ dễ tính hơn thì người ta cho dùng điện thoại, rồi em mới liên lạc với cả anh trai, xong bảo với bố mẹ, xong mới đi báo với các chủ công an. Đối với đường dây này thì đối tượng Hòa là đối tượng chủ mưu cầm đầu, móc nối với đối tượng ở Myanmar để định giá về cái việc là đưa nạn nhân sang đó được trả bao nhiêu tiền. Và sau đó thì móc nối với các đối tượng là Sơn, Dũng và chỉ đạo chồng là người trực tiếp cùng với Sơn, Dũng là đưa nạn nhân đến cửa khẩu Lao Bảo và đưa sang qua Lào, Thái Lan và sang Myanmar để bán. Thì đối với chuyên án này, thành công lớn nhất của chúng tôi là giải cứu được nạn nhân. Và về cái việc mà giải cứu nạn nhân này thì chúng tôi cũng phải trải qua rất là nhiều cái khó khăn về các cái trường hợp này thường phải đi xe máy và đi bộ qua các cái đường đèo để về đến Việt Nam. Khi mà từ Myanmar về Việt Nam cũng phải mất hơn 10 ngày. Qua khu vực Tam Giác Vàng là cái khu vực rất là nguy hiểm. Các đối tượng mua bán ma túy, sản xuất ma túy ở trên địa bàn Tam Giác Vàng rất là manh động. Các chú liên hệ với rất là nhiều người mà con... Xong cái lúc mà con lại sắp bị bán ấy thì con mới bảo với chú là người ta nói tiếng Trung là sắp bán con đi tiếp. Xong là chú cho một cái nick ở chị, không biết chị nào là chị đấy, lúc tìm xe để về đến bên Việt Nam thì các chú mới ra đến Quảng Trị đón. Em có suy nghĩ nếu mà bây giờ may mắn thì trốn được về, còn không may mắn mà bị bọn đấy bắt lại ấy, thì em sẽ tự tử. Về đến Việt Nam thì cũng cảm ơn các chú là đã giải cứu về, và bây giờ đã về đến Việt Nam thì em cũng cố gắng để làm lại cuộc đời của mình. Nhờ sự hỗ trợ của cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Cao Bằng cùng gia đình, Nhuận và Vi may mắn được trở về quê hương sau những tháng ngày cùng cực nơi xứ người. Nhưng đằng sau đó là một tâm hồn và thể xác bị khủng hoảng nặng nề. Là những đứa trẻ được sinh ra ở nước ngoài, giờ lại tiếp tục thích nghi với một môi trường mới vô vàn khó khăn trong việc làm giấy tờ khai sinh hay đi học. Những bi kịch cuộc đời vẫn cứ tiếp diễn và ám ảnh đến cả những thế hệ sau. Thưa quý vị, do siêu lợi nhuận nên mỗi năm trên thế giới có khoảng 800 đến 1 triệu người bị mua bán. Như vậy có khoảng 3.000 người bị mua bán mỗi ngày. Ở Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, cả nước có 88 vụ, 229 đối tượng phạm tội mua bán người.
không chỉ phụ nữ, trẻ em, nhiều nam giới cũng bị lừa bán từ các mối quan hệ trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, còn xuất hiện tình trạng mua bán trẻ sơ sinh, bào thai, mua bán nội tạng, đẻ thuê. Song số vụ việc được đưa ra ánh sáng vẫn ở mức thấp so với thực tế do tính toàn cầu hóa của tội phạm. Quyết liệt trên mặt trận đấu tranh với tội ác mua bán người, các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Cao Bằng đã vạch trần phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm toàn cầu này như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong kỳ 2 của series phóng sự Nạn mua bán người mang tên sau tấm màn thưa. Cao Bằng không chỉ là nơi xuất hiện nguồn tội phạm mà còn là địa bàn trung chuyển mua bán người từ một số nước trong khu vực đi nước thứ ba. Tại khu vực biên giới, tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp, khó lường, thành phần phạm tội đa dạng, bao gồm những đối tượng phạm tội chuyên nghiệp, người thường xuyên qua lại khu vực biên giới, người nhà nạn nhân sinh sống và định cư ở nước ngoài, thậm chí là nạn nhân của các vụ mua bán người trước đó. Các đối tượng trong và ngoài nước hình thành đường dây mua bán người xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn tinh vi như lấy danh nghĩa các công ty môi giới hôn nhân, môi giới lao động, sử dụng các nền tảng trực tuyến để tiếp cận, lừa bán nạn nhân ra nước ngoài nhằm cưỡng bức lao động và bóc lột tình dục. Lợi dụng các quy định về y tế, nhân đạo, cho nhận con nuôi, mang thai hộ để bán trẻ sơ sinh, lợi dụng hình thức thăm nhân, du lịch để lừa bán nạn nhân đến cơ sở lao động cưỡng bức. Gần đây, nổi lên hoạt động các đối tượng người Việt Nam tại nước ngoài móc nối với đối tượng ở trong nước, sử dụng chiêu bài quảng cáo trên các trang mạng xã hội để tuyển lao động, sau đó đưa ra nước ngoài, bao gồm cả xuất cảnh hợp pháp và trái phép, rồi ép buộc làm việc trong các công ty đánh bạc trực tuyến, tổ chức lừa đảo sử dụng công nghệ cao. Nếu không hoàn thành chỉ tiêu ở mức cao, sẽ bị đánh đập, giam giữ. Số lao động này muốn trở về Việt Nam thì bị bắt ký giấy vay nợ và đòi tiền chuộc. Hiện nay, đối với tội phạm mua bán người, cái thủ đoạn về cái việc mua bán người cũng có những cái diễn biến mới. Trước đây thì các cái loại tội phạm về mua bán người truyền thống chủ yếu là đưa các nạn nhân sang Trung Quốc để ép làm vợ của một số người đồng bào dân tộc thiểu số ở Trung Quốc thì và cưỡng bức lao động và ép làm mại dâm. Nên hiện nay thì tình hình tội phạm mua bán người thì có xu hướng là chuyển dịch về cái địa bàn hoạt động. Đó là các cái nước Campuchia, Myanmar và Philippines. Nếu mà các cái trường hợp này mà không làm được thì có sự ép buộc phải trả một số tiền lớn từ 50 đến 100 triệu thì mới được có thể quay về nước. Với sự bùng nổ của mạng xã hội, thủ đoạn của các nhóm đối tượng buôn bán người ngày càng tinh vi và xảo quyệt. Theo cơ quan công an, thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng tội phạm là sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook hay Viber để kết nối, dụ dỗ các nạn nhân sập bẫy. Các đối tượng trong các đường dây mua bán người thường sử dụng chiêu thức như lợi dụng những mối quan hệ qua mạng xã hội, hứa hẹn dù đi làm ăn xa, hợp tác làm ăn, tìm việc nhẹ lương cao, giả vờ làm quen, yêu đương rồi đem bán. Môi giới hôn nhân giả, hứa hẹn gả chồng giàu có, cho con nuôi, đi du lịch, du học. Bên cạnh đó, các đối tượng còn thiết lập các đường dây mua bán trẻ sơ sinh, đường dây lừa các thanh thiếu niên ở khu vực thành phố tham gia vào hoạt động mại dâm, tổ chức các chuyến du lịch tình dục xuyên quốc gia để đưa phụ nữ ra nước ngoài bán. Chỉ cần gõ trên thanh công cụ tìm kiếm của Facebook từ khóa, hội nhóm cho nhận con nuôi sẽ xuất hiện hàng chục nhóm, trong đó có nhóm lên đến gần 20.000 thành viên. Tội phạm mua bán người trà trộn vào những nhóm này, dùng thủ đoạn môi giới cho nhận con nuôi, mang thai hộ nhằm lừa gạt mua bán trẻ em, trẻ sơ sinh hoặc đưa phụ nữ có thai sang nước ngoài sinh con, sau đó mua bán trẻ sơ sinh. Từ các hội nhóm này, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng tìm ra manh mối nhiều đường dây mua bán người qua biên giới. Thì trên địa bàn tỉnh Cao Bằng hiện nay thì các nạn nhân thì cũng có và cái việc mà các nạn nhân của các tỉnh khác đi qua địa bàn Cao Bằng sang Trung Quốc và bị mua bán tại Trung Quốc cũng diễn ra khá là phức tạp. Thủ đoạn của tội phạm thì hiện nay thì các cái đối tượng mà chủ mưu trong việc mua bán người thường dùng mạng xã hội câu kết với các cái đối tượng trong nước, từ đó là lôi kéo các nạn nhân để các nạn nhân vượt biên trái phép ra nước ngoài và thực hiện cái hành vi là cưỡng bức lao động ở nước ngoài, ép làm gái mại dâm hoặc là ép làm vợ của một số người ở nước ngoài. Có thể khẳng định, phương thức thủ đoạn của tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, xảo quyệt và đa dạng về cách thức.
Nhưng về mặt bản chất, đa số các vụ lừa nạn nhân nhằm mục đích mua bán đều nhằm vào hai điểm yếu, tình hoặc tiền, để đưa nạn nhân vào bẫy. Chủ yếu nạn nhân bị mua bán do bị lừa mà khi phát hiện đã ở tình trạng khó có thể trốn thoát. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng mua bán người diễn ra nhức nhối, trong đó phải kể đến các bất cập từ hệ thống pháp luật trong nước chưa tương thích với luật pháp quốc tế về khái niệm mua bán người và các dấu hiệu cấu thành tội phạm. Đối tượng, địa bàn thực hiện hành vi phạm tội mua bán người đã mở rộng phạm vi xuyên quốc gia. Trong khi đó, hoạt động của bọn tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, điều tra, xử lý. Bên cạnh đó, với cơ cấu dân số trẻ, nhu cầu tìm việc làm hàng ngày tăng, trong khi nhận thức của một bộ phận người dân ở khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, khu vực biên giới còn hạn chế, nên dễ trở thành nạn nhân của các đường dây mua bán người. Hiện nay thì các cái đối tượng mà dùng các cái mạng xã hội, các nhóm kín để câu kết lôi kéo và dụ dỗ nạn nhân thì diễn ra rất là phức tạp và cũng là cái khó khăn chung của cơ quan điều tra trong cái việc tiếp cận và để ngăn chặn các cái hành vi này. Về cái khó khăn tiếp theo nữa là cái việc các nạn nhân khi mà là nạn nhân của hành vi mua bán người thường là ở nước ngoài, khi mà nhận được những cái thông tin về các vụ mua bán người thì cơ quan cảnh sát điều tra phải phối hợp với cơ quan nước ngoài để giải cứu. Tuy nhiên mà khi mà các nạn nhân ra nước ngoài rồi thì các đối tượng là thu giữ điện thoại, không cho liên lạc với gia đình, không có các cái thông tin gì cả. Cho nên là cơ quan điều tra cũng gần như không có thông tin gì để giải cứu được nạn nhân. Sau tấm màn thưa, hàng loạt phương thức thủ đoạn của tội phạm mua bán người bị vạch trần bởi cơ quan cảnh sát điều tra. Thế nhưng những con số đau lòng về nạn nhân mua bán người vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Những giải pháp trọng tâm đang được các cấp, các ngành, địa phương triển khai trong năm hành động phòng chống mua bán người 2023. Hai tuổi cũng là hai năm ở trung tâm. Dạn dĩ khi tiếp xúc với người lạ và cũng chẳng biểu lộ nhiều cảm xúc. Em là nạn nhân của tội phạm mua bán người ngay từ khi còn chưa lọt lòng. Đáng buồn hơn, người nhẫn tâm giao bán em lại chính là mẹ ruột của em. Trong thời gian mẹ em thụ lý về tội mua bán, môi giới mua bán người, em được nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh. Được các cô ở trung tâm yêu thương, chăm sóc, em lớn lên với thể chất phát triển hoàn toàn bình thường. Nhưng chắc chắn sẽ chẳng thể trọn vẹn bởi những vệt xám của tuổi thơ thiếu vắng hơi ấm cha mẹ. Hiện nay, Trung tâm Bảo trợ xã hội đang chăm sóc nuôi dưỡng một cháu là đang là nạn nhân trong cái vụ mua bán người từ năm 2021. Thì hiện nay mẹ cũng đang trong thời gian thụ án, nên là trong quá trình thụ án thì cháu vẫn đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại trung tâm. Trẻ bị mua bán ấy, thì thực ra thì có nhiều những cái khó khăn thiệt thòi, đặc biệt là từ cháu từ khi mà bắt đầu vào tiếp nhận vào cái chăm sóc tại đây thì cũng do thiếu cái nguồn như là cái tình cảm mẹ con, đặc biệt là không có được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ nên là cái sức đề kháng của cháu cũng hạn chế, nên là cháu thường xuyên đau ốm. Một con số đáng báo động được công bố khi trên thế giới hiện nay có gần 18 triệu người là nạn nhân của tội phạm mua bán người. Điều này khiến cho vấn nạn mua bán người trở thành vấn đề toàn cầu nhức nhối, chứ không chỉ riêng của quốc gia nào. Tại Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng chức năng đã phát hiện điều tra 88 vụ trên 229 đối tượng phạm tội mua bán người. Trong đó, Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì phát hiện bắt giữ 3 vụ, 6 bị can về hành vi mua bán người. Tội phạm mua bán người đã xảy ra trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố. Nạn nhân không chỉ là phụ nữ, trẻ em, mà đã xuất hiện tình trạng mua bán nam giới, mua bán trẻ sơ sinh, bảo thai, mua bán nội tạng, đẻ thuê. Gần 85% số vụ mua bán người ra nước ngoài tập trung chủ yếu qua các tuyến biên giới giữa Việt Nam với Campuchia, Lào và Trung Quốc. Trong đó, sang Trung Quốc chiếm tới 75%. Để chủ động ngăn chặn, phòng ngừa, giải quyết có hiệu quả với tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh tham mưu với Ban chỉ đạo 138 tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phòng chống mua bán người năm 2023.
Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến của tội phạm mua bán người, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hiệu quả với tội phạm mua bán người và các tội phạm khác liên quan. Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ chủ động tiếp tục tham mưu với Ban Chỉ đạo 138 tỉnh triển khai có hiệu quả luật phòng chống mua bán người, chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Trong đó đặc biệt chú ý đến công tác truyền thông, công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu và phòng tránh các hoạt động của đối tượng mua bán người. Để công tác phòng chống mua bán người đạt hiệu quả, công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt các văn bản, luật pháp, chính sách liên quan đã được các sở ngành địa phương triển khai kịp thời, đồng bộ với các hình thức phong phú đa dạng. Tổ chức tuyên truyền trong cộng đồng dân cư, địa bàn các xã giáp biên. Bên cạnh những biện pháp tích cực trong công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm đem lại nhiều hiệu quả tích cực, tỉnh còn hết sức chú trọng thực hiện công tác tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người với tất cả trách nhiệm và sự đồng cảm, yêu thương. Sau tiếp nhận, các sở ngành, đơn vị chức năng tích cực phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương nơi cư trú của nạn nhân để xác minh bàn giao nạn nhân trở về gia đình an toàn, hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, triển khai nhiều biện pháp tiếp nhận và hỗ trợ các trường hợp cần hỗ trợ để giúp đỡ họ vơi bớt sự thiệt thòi trong cuộc sống. Với như tỉnh Cao Bằng là cái tỉnh biên giới, nạn mua bán người sẽ còn diễn ra rất là phức tạp trên cái địa bàn tỉnh. Thì tôi nghĩ là cái công tác mà tuyên truyền đến mọi người dân cũng như là các cái đối tượng yếu thế như phụ nữ ở những vùng sâu vùng xa thì rất là cần thiết, rất cần cái sự chung tay của các cấp các ngành, các cái đoàn thể, các lực lượng vũ trang để cho cái làm sao đó có giảm bớt cái vấn nạn mua bán người qua biên giới. Góc dân quen thuộc mỗi giờ vui chơi tại mái nhà bảo trợ, nơi hình hài bé nhỏ này sẽ sinh sống và lớn lên từng ngày. Để có được những điều bình dị vốn có như những đứa trẻ cùng trang lứa khác, chắc chắn sẽ còn đó nhiều chông gai trong cuộc đời phía trước của em. Thưa quý vị, để không còn những mảnh đời bất hạnh khi là nạn nhân của tội phạm mua bán người, bên cạnh sự quyết liệt trong công tác đấu tranh, ngăn chặn của các lực lượng chức năng, sự vào cuộc đồng hành của các tổ chức xã hội, thì một điều quan trọng hơn cả vẫn là ý thức, nâng cao sự cảnh giác và hiểu biết của mỗi chúng ta để không trở thành món hàng của kẻ phạm tội. Đây cũng là thông điệp trong chương trình hưởng ứng năm hành động phòng chống mua bán người 2023 gửi đến cộng đồng xã hội.